Thanh Tùng kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý vị đến với tiết mục Hot News giới Thanh Tùng. Hot News giới Thanh Tùng nhà ngày hôm nay, chúng tôi mang đến quý vị những thông tin liên quan đến tình hình thất nghiệp trên cả nước và đi song song với tin về thất nghiệp sẽ là tin liên quan tới tiền cho người thất nghiệp và tin vui, tin vui cho những người đang thất nghiệp hiện nay trên cả nước Mỹ. Nhất là những tiểu bang nào có ghi danh với liên bang cho chương trình 300 đồng một tuần. Số tuần lễ để quý vị được hưởng 300 đồng sẽ được tăng tăng nhiều hơn so với 3 tuần trước kia. Chính xác là bao nhiêu tuần Thanh Tùng sẽ mang đến có diễn thông tin cụ thể tình chi tiết trong vài phút nữa. Tuy nhiên, trước khi mang đến có về phần tình, uh, chi tiết cho Thanh Tùng được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho tiết mục Hot News với Thanh Tùng vào giờ này, đó chính là Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân, tòa lạc bên trong khu thương mại Paloma Plaza, 3005 đường Silver Creek Road, thành phố San Jose. Mở cửa phục vụ quý đồng hương từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều 408 528 9297. Thái Kỳ Trading gạo cây dù hoàng gia là loại gạo ngon nhất được chọn cho hoàng gia sử dụng, có bán ở các chợ Á Châu 408 258 8088. Angel Beauty trong khu thương mại Grand Century Mall, San Jose, đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 408 417 8638. Castro Valley Town Home là dự án nhiều căn hộ được phát triển theo đa chức năng 669-333-9999. Con số người nộp đơn để hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên trong tuần lễ vừa qua tăng lên mức 884.000 so với ước tính của các kinh tế gia chỉ là 850.000 mà thôi. Con số người vẫn tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tính cho đến tuần lễ này trên toàn nước Mỹ là 13 triệu 385 ngàn, tức là tăng 93 ngàn so với tuần lễ trước đó. Tự gì như vậy có nghĩa rằng là số người thất nghiệp và ghi danh để hưởng trợ cấp trên cả nước tệ hơn so với ước tính của các kinh tế gia trong tuần lễ vừa qua. Cho thấy rằng thị trường công ăn việc làm của cả nước Mỹ vẫn còn tiếp tục lao đao lận đận từ đại dịch coronavirus. Bộ Lao động Liên bang vào sáng của ngày thứ Năm 10 tây tháng 9 báo cáo 884.000 người lần đầu tiên ghi danh để hưởng trợ cấp thất nghiệp so với mức 850.000 được tiên đoán từ trước bởi các kinh tế gia và được thăm dò bởi Dow Jones. Thưa quý vị, con số của những người mà tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trong ít nhất 2 tuần lễ vừa qua cũng đã tăng so với tuần lễ trước đó, tổng cộng là 13.385.000 người, tức là tăng so với báo cáo trước đó khoảng 93.000 đơn. Điều đó xác nhận ra một chỉ dấu để cho thấy có sự cải tiến về công ăn việc làm trong mùa hè. Tuy nhiên, người ta e ngại là khi bước vào mùa thu thì con số gia tăng công ăn việc làm này sẽ bị chận lại sẽ bị giảm đi. Tôi có gì cho thành Tùng nhắc với quý vị như vậy thì nếu tính tổng cộng từ tháng 3 là khi đại dịch coronavirus bắt đầu cho tới ngày 22 tháng 8 vừa qua thì cả nước Mỹ đã có tổng cộng là 29 triệu 600 ngàn người ghi danh để hưởng trợ cấp thất nghiệp ở mức độ của tiểu bang thì California là tiểu bang có số người ghi danh hưởng trợ cấp thất nghiệp cao nhất lên tới 17.953. Còn tiểu bang Florida thì cho thấy mức độ giảm đi trong số những người ghi danh đi hưởng trợ cấp thất nghiệp khoảng 9.046 đơn. Nên kinh tế Hoa Kỳ đang tỏ ra là cố gắng để hồi phục từ những cái cú sốc chưa từng có từ trước cho tới nay bởi đại dịch coronavirus. Số công ăn việc làm ngoài cái phần mà nông nghiệp đó, những công việc làm tạo ra bên ngoài lĩnh vực nông nghiệp, thưa quý vị đã giảm đi, đã bị mất đi khoảng 22 triệu công ăn việc làm từ hồi khủng hoảng đại dịch xảy ra. Tuy nhiên, kể từ đó cho đến nay thì một nửa trong tổng số 22 triệu, tức là khoảng gần 11 triệu công ăn việc làm đã được phục hồi trở lại, đã được tạo ra trở lại, thưa quý vị. Cho đến tháng 8 vừa qua, mặc dù tháng 8 vừa qua đó cho thấy rằng là số công ăn việc làm được tạo ra nó có chậm đi so với những tháng trước đó. Nhưng dẫu sao đi nữa, quý vị thấy là nó vẫn là một triệu 400 ngàn công ăn việc làm và tốt hơn nhiều, đẹp hơn nhiều so với ước tính ban đầu của thị trường Wall Street, các kinh tế gia hiện bây giờ đó họ đang lo ngại là sự trỗi dậy của coronavirus trong mùa thu sắp tới này đó có thể sẽ làm chậm lại hoặc là đảo ngược những tiến bộ về thị trường công ăn việc làm mà nước Mỹ đang có được. Những diễn biến gần đây tại hai tiểu bang là Pennsylvania và tiểu bang New York cho thấy rằng hai tiểu bang này bắt đầu cho phép các nhà hàng được mở cửa để đón khách vào ăn uống ở bên trong gia tăng thêm những niềm hy vọng rằng là những ngành mà phục vụ khách hàng đó có thể sẽ có thêm số công ăn việc làm được tạo ra tuy nhiên bây giờ các quán bar vẫn còn phải đóng cửa nè một số các nhà hàng tại những tiểu bang mà nằm về phía của dùng northeast tức là dùng phía đông bắc của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phải đóng cửa, như quay thấy ở khu vực của California, không phải quận hạt nào cũng cho nhà hàng mở cửa thì tình hình này vẫn tiếp tục làm trì trệ, làm cho ảnh hưởng số công công an việc làm được tạo ra nó vẫn còn bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đó là phần tin liên quan tới báo cáo về số người thất nghiệp trên toàn quốc trong tuần lễ vừa qua xin nhắc lại, cao hơn so với ước tính của các kinh tế gia. Rồi, sau khi mình nói về con số người thất nghiệp thì giờ mình phải nói tới cái con số tiền và số tuần lễ phụ trội giúp cho những người thất nghiệp hiện nay. Bây giờ mình nói về cái con số mà 300 đồng một tuần. Đúng không Có gì? Hiện bây giờ thì chỉ có cái số con số đó thôi, cái đó có tiền bạc gì nữa đâu. Ví dụ 600 đồng một tuần thì mình đã hết từ đã hết hạn từ 25 tháng 7 rồi. Và trước mắt thì chương trình cứu nguy kinh tế trong đó bao gồm luôn cả gia hạn trợ cấp thất nghiệp vẫn chưa được thông qua. Mình bây giờ là những người thất nghiệp và đang trông chờ vào cái số tiền 300 đồng một tuần từ xác lệnh hành pháp của tổng thống Trump, ký vào hôm 8 tháng 8 và cho đến bây giờ nha quý vị thì theo như lời uh, chia sẻ của FEMA. Quý vị nhớ FEMA là cơ quan ứng phó với tình trạng thảm họa thiên tai của liên bang. FEMA ủa, mà quý vị hỏi ô, tại sao FEMA dính dáng gì tới cái vụ trả tiền cho người thất nghiệp thì Thanh Tùng có kể cái gì rồi Tổng thống Trump đâu có tiền Tổng thống làm gì có tiền quyết định về tiền bạc Tiền bạc nằm trong tay của quốc hội mà Nhưng vì muốn cứu Hàng chục triệu người thất nghiệp hiện nay nên Tổng thống mới ký xác lệnh hành pháp Và mượn đỡ cái 44 tỷ Mỹ Kim của FEMA Để dùng tiền đó Trả 300 đồng một tuần Cho những người thất nghiệp trên toàn quốc đó là lý do mà quý vị thấy FEMA mới lên tiếng trong vụ này Thì FEMA vừa xác nhận là gần như nhiều tiểu bang rồi, kể cả đảo Guam và qua tỉnh đốn đã ghi danh và đã nhận được sự chấp thuận của của liên bang rồi. Sau Dakota là tiểu bang duy nhất từ chối ghi danh tham dự vào chương trình 300 đồng của liên bang. Trong khi đó, Nevada đã ghi danh và đang chờ sự chấp thuận của liên bang. Thưa quý vị, cho đến giờ phút này, tin mới đó là FEMA vừa tuyên bố thông qua lời của phát ngôn viên của mình, tuyên bố với ai, tuyên bố với đài CNBC rằng hiện bây giờ Số tuần lễ chi ra 300 cho những người thất nghiệp trên toàn quốc không phải là 3 tuần, mà sẽ là 6 tuần lễ, tất cả các tiểu bang luôn, không loại trừ tiểu bang nào cả. Xin nhắc lại, FEMA xác nhận nha quý vị, tất cả các tiểu bang, tất cả các tiểu bang, những tiểu bang nào có ghi danh với liên bang và được chấp thuận thì tất cả những người thất nghiệp ở những tiểu bang đó đều sẽ nhận được 6 tuần lễ mỗi tuần 300, tức là 1.800 thay vì chỉ là 900 cho tối thiểu 3 tuần lễ như thông báo ban đầu. Đây là tin vui dành cho những quý vị đang thất nghiệp hiện nay. Cho Thanh Tùng nhắc, hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 9 là thời hạn chót để các tiểu bang ghi danh với liên bang được hưởng chương trình 300 đồng một tuần từ xác lệnh hành pháp của Tổng thống Trump. Nếu sau ngày hôm nay mà không ghi danh thì xem như các tiểu bang sẽ không có cơ hội để nhận được số tiền này số tiền hỗ trợ của liên bang mà thông qua cơ quan FEMA. Hôm nay là ngày cuối cùng. Thì thưa quý vị, bởi vì cho tới ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cho nên liên bang với FEMA họ nhìn thấy là họ dư được mớ tiền. Cho tới hôm nay rồi mà tổng cộng đó là chỉ có 47 tiểu bang thôi. 47 tiểu bang cộng với đảo Guam và qua tỉnh Đốn có ghi danh vào chương trình 300 đồng tuần. Nhờ vậy, dư được một chút tiền từ 44 tỷ Mỹ Kim. Như bao nhiêu quý vị, cho tới bây giờ FEMA họ nó họ chi được 30 tỷ rồi. Số tiền tổng cộng của mình là 44, vậy mình dư được bao nhiêu? 14 tỷ Mỹ kim. Thì nhờ cái 14 tỷ Mỹ kim dư ra đó mà thay vì người ta tính ban đầu là 3 tuần lễ cho mỗi một người thất nghiệp, mỗi tuần 300, chỉ 3 tuần thôi, thì nhờ dư ra 14 tỷ, mình mới được tăng lên từ 3 tuần tăng lên 6 tuần. À bây giờ vậy hiểu rồi đúng không? Vì ở tiền đầu tôi có, ổ, tại sao có số tiền thêm thêm 6 tuần. Rồi như vậy thì quý vị an tâm tùy tiểu bang của quý gì tiểu bang nào nhận tiền trước người ta phân phát tiền trước. Thanh Tùng biết là bây giờ nhiều tiểu bang người ta đã bắt đầu phân phát tiền rồi. Texas là một trong những tiểu bang phân phát tiền sớm nhất trên toàn quốc. Arizona cũng vậy, phân phát tiền sớm nhất trên toàn quốc. Riêng tiểu bang Cali, tiểu bang Cali thì những người thất nghiệp đã bắt đầu nhìn thấy 300 đồng chạy vào trong cái thẻ debit card của EDD của nhà băng Bank of America từ sáng sớm của hôm thứ hai đầu tuần này đã có rồi đúng không? 7 tại tháng 9 quý vị đã nhận được 300 rồi. Thì số tiền còn lại mà quý vị sẽ nhận được, quý vị yên tâm sẽ nhận được phần còn lại vào những ngày sắp tới. Chỉ một hai tuần nữa thôi, quý vị sẽ nhận đủ cái số tiền 1 tám mà FIMA đã hứa cung cấp cho quý vị. Nhưng không phải tất cả mọi người đều hưởng. Ở Cali không phải tất cả mọi người đều đã nhìn thấy 300. Một số người đến giờ phút này vẫn chưa nhìn thấy 300. Tại sao? Thanh Tùng sẽ nói cho quý vị biết lý do sau phần quảng cáo của vị nhà đón xem. Thanh Tùng kính chào tới ngồi đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý vị quay trở lại với tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng và gần này chúng tôi tiếp tục câu chuyện liên quan tới việc tại sao vẫn có một số người thất nghiệp ở tiểu bang Cali đến giờ phút này vẫn chưa nhận được 300 đồng như là lời hứa của Tổng thống Trump, như lời hứa của FEMA. có lý do cho quý vị. Ngoài ra Thanh Tùng sẽ mang đến quý vị một số các thông tin liên quan đến việc ngày hôm nay thứ năm nè, ngày 10 tây tháng 9 thì các vị nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện họ sẽ bỏ phiếu thông qua một dự luật, dự luật này tiền ít lắm. Tiền ít lắm, nội dung của dự luật được thông qua trong ngày hôm nay như thế nào? Nó có liên quan tới tiền trợ cấp thất nghiệp cho quý vị luôn đó. Rồi, nếu đủ giờ nha, nếu đủ giờ Thanh Tùng sẽ đề cập luôn tới cái số tiền 1.200 đồng của một số vị tới giờ phút này vẫn chưa nhận được những gì quý vị cần phải làm để nhận được số tiền này nha nếu đủ giờ còn không nếu không đủ giờ thanh tùng hẹn ngày mai bây giờ trước hết thì cho thanh tùng được giới thiệu với quý vị các bảo trợ cho tiết mục hot news với thanh tùng vào giờ này thưa có vị chính là paloma cafe tòa lạc ngay mặt tiền của khu thương xá grand century mall trên đường story road thành phố san jose chuyên phục vụ các món ăn dân giả việt nam 408 -277 0922 văn phòng thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại, thuế nhân viên và đặc biệt rất mát tay trong việc ghi danh để giúp cho quý vị các chương trình PPP hoặc là EITL của SBA Loan. Quý vị có thể gọi về liên lạc với văn phòng thuế vụ Hằng Lê, địa chỉ là 621 đường Tully Road, thành phố San Jose, phòng A125 kế bên cạnh Hồng Minh Travel, điện thoại là 408 279 5843. DN Karaoke tòa lạc bên trong khu thương mại Paloma Plaza trên đường Silver Creek Road, thành phố San Jose, luôn cập nhật các loại máy mới 408 2300 Trang nhà là dnkaraoke.com. An Khang Mì Gia trong khu viết Nam Thao mở cửa từ 9 h sáng 7 h tối, đóng cửa thứ tư hàng tuần 408-217-9496. Anh Côn Trần, chuyên viên địa ốc và tài trợ từ công ty B Pacific Realty. Xin nhắc quý đồng hương lãi suất hiện đang ở mức thấp chưa từng có, thích hợp để làm refinance với khoản vay 510.000 đồng chương trình 30 năm fix no point no cost chỉ 2.625% đến 2.75%, 15 năm fix no cost chỉ 2.25% đến 2.375%, 10 năm fix chỉ có 2.25% với nhà cho thuê, lãi suất là 3.25% đến 3.375% no point no cost 408 509 2124. Rồi hồi nãy ở phần 1, Thanh Tùng đang nói gian dở tới câu chuyện rất nhiều người ở tiểu bang Cali mà thất nghiệp đã nhận được 300 đồng tiền hỗ trợ thất nghiệp cho quý vị kể từ buổi sáng của hôm thứ Hai ngay dịp lễ Labor Day 7 tháng 9 rồi. Tiếp thanh tùng nhất không lầm, đã có khoảng bao nhiêu quý vị 3 triệu 100 ngàn người đã nhận được 300 đồng rồi. Nha. Thì quý vị sẽ hỏi rằng về số tiền còn lại của tôi đó Nguyên Nga Thanh Tùng nói rằng là 6 tuần là 1 800 Thì sao tôi nhận được có 300 thôi Thì dạ thưa quý vị Em không phải là người chi tiền nha mà quý vị đè em ra có vị hỏi những cái câu mà nó rất là ngặt nghèo như vậy thanh tùng tại sao tôi không nhận được đủ ngàn tám mà nhận được có 300 trăm hà quý vị em mà có quyền đó. em gửi có vị luôn ngàn tám nhưng em không có quyền em chỉ là người kể chuyện quý vị nghe thôi thanh tùng chỉ là người kể chuyện thôi chứ em không có quyền thì thanh tùng kể quý vị nghe nè một ngàn tám của quý vị đâu ra đó tiền vẫn có cho quý vị nhưng gì Kali mới bắt đầu nhận tiền về Bây giờ phân phối ra Phân bổ ra phải từ từ Tạm thời Kali muốn với của vị cầm trước 300 để ăn lễ đi nha. Kali nói với Thanh Tùng Thanh Tùng nhắn của vị vậy đó Cầm trước 300 ăn lễ đi Còn lại là nhiều quý vị của vị còn lại ngàn rưỡi Ngàn rưỡi còn lại của vị sẽ nhận được Trong một vài tuần nữa Quý vị yên tâm nha Không thiếu các bạc nào Đó là ta nhờ em nói quý vị vậy đó Nếu thiếu đừng kiếm em Kiếm EDD Sở lao động tiểu bang Cali mà đòi Rồi Bây giờ vẫn còn hàng triệu người thất nghiệp ở Cali, tại sao tôi vẫn chưa thấy 300 đồng? Đúng không? Quý vị đang hỏi thành tùng câu đó. Thì với những người thất nghiệp ở tiểu bang Cali mà vẫn chưa thấy 300 đồng là bởi vì quý vị thuộc về nhóm thứ nhì. Nhóm thứ nhất người ta đã nhận được tiền. Quý vị thuộc nhóm thứ nhì. Nhóm thứ nhì là nhóm gì? Nhóm thứ nhì là nhóm của những quý vị khi ghi danh trợ cấp thất nghiệp. Quý vị đã không. Quý vị đã không, tức là did not. Nói với sở lao động rằng quý vị bị thất nghiệp hay bị cắt giờ làm là vì đại dịch Covid-19. Đó là lý do tôi thành thông biết tại sao có gì không 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 xác nhận như vậy. Có rất nhiều quý vị ghi danh hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không nói rõ tôi bị thất nghiệp vì đại dịch Covid-19. Và chỉ vì quý vị không nói rõ như vậy, quý vị sẽ bị lôi từ nhóm 1 xuống nhóm 2. Nhóm 1 là những người có nói, có nói tôi bị thất nghiệp vì Covid-19, họ là nhóm 1 cho nên họ có tiền hết rồi. 3 triệu 100 ngàn người có tiền rồi, Bây giờ quý vị không nói, vì quý vị không hề nói quý vị bị thất nghiệp vì đại dịch COVID-19, quý vị nằm ở nhóm 2. Bây giờ nhóm 2 thì sao? Quý vị phải đợi tới 15 tháng 9. 15 tháng 9, quý vị sẽ nhận được thông báo từ EDD nhờ quý vị certify là quý vị bị thất nghiệp vì COVID-19. Quý vị phải certify như vậy, quý vị mới nhận được 300 đồng. Bây giờ nhận uh, thông báo của EDD bằng cách nào? EDD sẽ gửi thông báo ra thông qua email mà quý vị cung cấp, thông qua địa chỉ nhà mà quý vị cung cấp và đặc biệt là thông qua cái notification ở bên trong cái online account của quý vị với EDD tiểu bang Cali. Rồi em nói vậy là xong nha, không có giải thích thêm nha. Giải thích nữa là hết giờ mình còn gì bản tin hấp dẫn lắm. Rồi quý vị nhớ kiểm tra inbox của online account của quý vị với EDD để thấy có bất kỳ thông báo nào thì vào đó verify liền để được hưởng 300 đồng và đương nhiên quý vị cũng sẽ nhận đủ 6 tuần lễ mỗi tuần 300 của tiểu bang Cali Rồi, có bao nhiêu người trong nhóm này? Có khoảng 1 triệu 200 ngàn người thuộc nhóm 2 mà Thanh Tùng vừa kể Tức là sẽ có khoảng 1 triệu 200 người chờ tới 15 tháng 9 để certify lại trước khi quý vị nhận được tiền Bây giờ nhóm thứ ba Nhóm thứ ba là sẽ là sẽ là những người nhận được dưới 100 đồng tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang Cali. Thì sao? Thì I am so sorry. Quý vị sẽ không nhận được 300 đồng tiền phụ trội giúp cho những người thất nghiệp chiếu theo lệnh hành pháp của Tổng thống Trump. Đây là do lệnh của Tổng thống Trump chứ không phải là ý muốn của tiểu bang Cali. Tất cả những người trên toàn quốc đều phải chấp nhận cái điều kiện đó. Quý vị muốn được 300, quý vị phải thưởng được ít nhất 100 đồng trở lên trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang mình. Và như vậy, những ai dưới 100 đồng một tuần sẽ không nhận được 300. Có bao nhiêu người, có bao nhiêu người nằm trong số này? Có khoảng 192.000 người thất nghiệp của tiểu bang Cali sẽ không được hưởng 300 đồng trong 6 tuần. Rồi, cho thanh tổng thưa. Rồi, như vậy là tiến trình của Cali rồi ha. Quý vị sẽ không thắc mắc nữa nha. Trời ơi, đừng có kiếm em. Tại sao người ta được 300 cơ rồi, rồi thanh tùng còn tôi chưa được? Quý vị biết tại sao có gì chưa được không? Tại có vị không chịu coi hot news với Thanh Tùng. Ai chịu theo dõi hot news với Thanh Tùng á là đã hiểu chuyện hết rồi. Thanh Tùng kể chuyện của quý vị nghe hết rồi đúng không? Thanh Tùng giải thích quý vị đầy đủ rõ ràng hết trơn rồi. Ai có theo dõi hot news với Thanh Tùng là biết hết, biết rõ ràng luôn. Chỉ có những quý vị nào không chịu theo dõi. Nên có vị cứ dậm chân dậm cẳng. Ủa sao tôi thấy hàng xóm tôi có 300 rồi mà sao tôi chưa có? Tôi cũng thất nghiệp như nó mà. Ai quý chị cũng chịu nghe xem tivi với thanh tùng nha yeah. xem thường xuyên nha quý vị thêm thường xuyên đi biết nha rồi bây giờ cho thanh tùng được cập nhật quý vị thông tin liên quan đến tiểu bang kali của mình ha tiểu bang kali của mình á vừa thông qua thông qua ai ai thông qua thống đốc gavin newsom thông qua một đạo luật thông qua hồi nào thông qua vào ngày hôm qua là ngày thứ tư là ngày 8 tại tháng 9 ha là ngày 9 tại tháng 9 thứ tư 9 tại tháng 9 thông qua một giờ một đạo luật nội dung như thế nào nội dung thứ nhất rằng là chủ của các cơ sở thương mại dịch vụ tức là quý vị là tiểu thương đó, ở cali đó thì quý vị sẽ không bị đánh thuế trên số tiền ppp luôn mà quý vị mượn quý vị sẽ không bị đánh thuế vào thứ năm tới quý vị nhớ dùm điều thứ nhì là kể từ bây giờ cho tới ba uh, 3 tháng kế tiếp này là tháng 9 rồi ha từ tháng 9 nè tháng 10 tháng 11 3 tháng kế tiếp mỗi một nhân viên mà quý vị thuê vào Mỗi một nhân viên mà công ty của dì thuê vào thì công ty của dì sẽ được tiểu bang Cali giảm thuế 1 ngàn đồng. Họ gọi là tax credit. Tiếng Việt mình gọi là tín thuế. Mà Thanh Tùng e rằng là nếu dùng chữ tín thuế, chữ tín thuế là chữ chính xác, chữ rất là đúng. Nhưng có nhiều người sống ở Mỹ lâu quá mà nghe những chữ Hán Việt như là tín thuế thì có gì sẽ ngơ ngác. Nên Thanh Tùng nói rằng là tax credit hay là credit hay là credit tax cũng vậy ha. Thì quý vị sẽ được 1.000 đồng giảm thuế cho cơ sở thương mại quý vị mà là thuế của tiểu bang. Được chưa? Mỗi một nhân viên mà quý vị thuê vào, quý vị sẽ được giảm 1.000 đồng tiền thuế của tiểu bang. Và đây là áp dụng cho những công ty nào có từ 100 nhân viên trở xuống. Và như vậy có nghĩa rằng là tối đa mà công ty của quý vị được giảm tiền thuế của tiểu bang là 100.000 đồng. 100 nhân viên trở xuống mà 100 ngàn đồng à, Đây là số tiền mà thuế của tiểu bang Cali Họ muốn quý vị thuê mướn thêm nhân viên Rồi Riêng cái dự luật mà thượng diện hôm nay Họ bỏ phiếu Dự luật ngày hôm nay nó chỉ có trị giá là Có vài trăm tỷ Mỹ Kim mà thôi nha Quý vị thế là dự luật có một số các vị uh, nghị sĩ Thuộc đảng Cộng Hòa Trong đó có chi ra tiền cho chương trình PPP loan đợt 2 Trong đó có chi ra 300 đồng mỗi tuần tiền gia hạn trợ cấp thất nghiệp kéo dài cho đến 27 tây tháng 12. À, trong đó có chi ra 105 tỷ Mỹ kim cho trường học, ở trong đó có chương trình bảo vệ cho chủ của các công ty, các cơ sở thương mại, chủ của các trường học, à, những người đứng đầu các trường học đó sẽ không bị trách nhiệm về pháp lý khi bị kiện tụng. Rồi, à, trong đó sẽ tha 10 tỷ Mỹ kim cho bưu điện Hoa Kỳ. Như vậy thì tổng số tiền mà mà cho cái dự luật mà thượng diện bỏ phiếu ngày hôm nay đó là khoảng 650 tỷ Mỹ Kim. Nó thấp hơn nhiều so với 1.100 tỷ Mỹ Kim mà phía bên Cộng hòa Thượng diện đã từng thông qua trước đó bắt đầu hồi tháng 7 chắc quý vị còn nhớ. Mục đích là gì? Mục đích là giảm bớt các điều khoản để dễ được thông qua hơn. Thưa quý vị, trong cái điều trong cái dự luật lần này đó, dự luật mới nhất lần này đó không có số tiền ngàn hai nha quý vị, không bao gồm số tiền 1 ngàn hai trợ giúp kinh tế cho người dân Mỹ. Sẽ bỏ phiếu trong ngày hôm nay. và nội chiều nay là quý vị có kết quả rồi. Và cho thanh tùng nói trước luôn, chắc chắn không đi tới đâu hết. Tại vì chắc chắn nó sẽ không đủ 60 phiếu cần thiết. Chắc chắn không đi tới đâu. thì nếu không đi tới đâu thì sao quý vị? Thì các nhà lập pháp của Cộng hòa Dân Chủ sẽ tiếp tục ngồi lại, sẽ tiếp tục thảo luận để tìm ra tiếng nói chung trước khi thông qua chương trình cứu nguy kinh tế. À, quý vị nghe để biết vậy thôi. Ngày mai khi ra là thân tùng sẽ có thêm nhiều thông tin mang đến với quý khán giả. Quý vị nhớ đón xem. Quý vị có thể xem lại tiếp một này trên YouTube. Khi dừng gõ chữ Hot News với Thanh Tùng là ra ngay. Xem xong nhớ cho em xin một cái like, nhớ subscribe để lần sau mình xem tiếp. Với những bảo trợ tiếp mục này trên TV, gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình đang có chương trình promotion dành cho quý vị. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp nhau ngày mai.